Tổn thất trong chiến tranh là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, điều khác biệt với Ukraine là Nga đã có thể hồi phục và tiếp tục chiến đấu. Tại Ukraine, lần đầu tiên giới chức quân sự công khai đưa ra một dữ liệu về tổn thất của lực lượng vũ trang nước này. Giới nghiên cứu đánh giá, trong tình huống mà lực lượng phòng thủ được chuẩn bị kỹ càng như Nga, Ukraine càng cần nhiều hơn tỷ lệ 3 đấu 1. Nó có thể là 6 hoặc 10 đấu 1. Ngoài ra, kế hoạch huy động quân đang rất chật vật, nên các đơn vị quân đội Ukraine không có quân tiếp viện. Nỗ lực tấn công bằng bộ binh của Ukraine không có sự hỗ trợ của xe bọc thép là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại. Chương trình bình luận quốc tế hôm nay của báo Nghệ An xin gửi đến chủ đề: trong thủng thế phòng thủ của Nga, Ukraine cần tỷ lệ quân 6 đấu 1. Người đứng đầu Ủy ban quân sự vùng Poltava, Trung tá Vitali Perenoi cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất từ 80 đến 90% nhân sự được huy động vào mùa thu năm 2022. Vì vậy, trong số hàng trăm người được gọi nhập ngũ, giờ chỉ còn lại 10 đến 20 quân nhân, và Poltava là một trong những vùng giao tranh ác liệt nhất. Trong báo cáo của mình trình các đại biểu hội đồng thành phố Poltava, Trung tá Perenoi cũng phàn nàn về kế hoạch huy động được Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine phê duyệt tại trung tâm khu vực đã thất bại, chỉ hoàn thành được 13%, vì vậy các bộ phận khác hiện vẫn không được bổ sung. Báo cáo của Trung tá Perenoi cũng trùng khớp với những báo cáo tổn thất của các đơn vị khác của Ukraine. Theo báo cáo hôm 16 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở các hướng Donetsk và Nam Donetsk lần lượt vượt quá 1.700 và 1.100 quân nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết tổn thất của Ukraine kể từ khi bắt đầu phản công đã lên tới 71.500 người, mà không có kết quả hay thành công ở tất cả các hướng của mặt trận. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã mô tả diễn biến của cuộc phản công rằng đây không phải là sự đình trệ mà là một thất bại. Vào đầu mùa hè này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thẳng thắn chỉ ra mỗi ngày có tới 100 quân nhân thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương. Như vậy, khác với những báo cáo trước đó của giới chức quân sự Ukraine, dữ liệu của Trung tá Vitali Perenoi lần đầu tiên giúp đánh giá thực tế quy mô thiệt hại về nhân lực của lực lượng vũ trang. Ukraine không công bố chi tiết tổng số thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Thường những con số thương vong lại có trong các nguồn tin từ quan chức và giới quan sát phương Tây ước tính. New York Times ước tính 150.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột bùng phát. Cố vấn của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuma, ông Oleg Sokin, gọi quyết định che giấu tổn thất của chính quyền là sai lầm. Ông Sokin tin rằng việc tiết lộ dữ liệu thiệt hại sẽ gây ảnh hưởng đến chính quyền của Tổng thống Zelensky. Ông Sokin bày tỏ bất bình, tại sao phải nói dối, cử tri Ukraine thừa hiểu những mất mát khủng khiếp như thế nào, và chúng tôi cần được biết sự thật. Theo một số chính trị gia Ukraine, chính quyền Kiev sẽ tiến hành tổng động viên vào cuối mùa thu này. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov cho biết lệnh tổng động viên có thể sớm được công bố. Chuyên gia quân sự Vasilin Dandikin cho rằng dữ liệu về tổn thất ở vùng Poltava là rất lớn và khủng khiếp. Con số này bằng 1/3 quân số của lực lượng vũ trang Ukraine. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người Ukraine trốn nhập ngũ với đủ mọi lý do về sức khỏe. Nguyên nhân thiệt hại về binh lính đa phần đã được giới quan sát chỉ ra là do bộ binh được đưa vào trận chiến mà không có sự hỗ trợ của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Tất cả điều này ảnh hưởng tiêu cực đến động lực và tính chuyên nghiệp của quân nhân Ukraine. Tổn thất của quân đội Ukraine ngày càng trầm trọng kể từ khi họ quyết định chiến dịch phản công. Trong khi đó, trình độ đào tạo của quân nhân chưa được hoàn thiện, dù đã được đào tạo ở nước ngoài, song chỉ trong một thời gian ngắn, những người có kinh nghiệm chiến đấu nhất đã bị hạ gục trong những tháng đầu tiên ở quân khu phía Bắc. Những người được huy động đợt sau dễ dàng trở thành mục tiêu hơn bởi họ ít có sự chuẩn bị hơn. Tuy nhiên, yếu tố chính dẫn đến tổn thất cao như vậy của lực lượng vũ trang Ukraine được cả giới quan sát phương Tây nhìn nhận là do tính chuyên nghiệp của quân đội Nga, lợi thế của Nga về phòng không, chủ nghĩa anh hùng của binh lính và chỉ huy. Đại tá Yukumutin, cựu sĩ quan lực lượng tên lửa chiến lược của lực lượng vũ trang Nga phân tích, việc Trung tá Vitali Perenoi của quân đội Ukraine công bố tổn thất lên tới 90% không thể khắc phục,
chủ yếu ở vùng miền Trung và Đông Nam Ukraine, khi họ tăng cường cuộc phản công vào đầu mùa hè. Như Poltava, Sumy, Cherkasy, Dnepropetrovsk cũng như tàn tích của các vùng Kherson, Zaporozhye. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là rất lớn bởi vì Nga đang tiến hành phòng thủ tích cực, sử dụng pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt và đội hình xe tăng. Kết quả là kẻ thù bị tiêu diệt trước khi tất cả các đội hình chiến đấu được triển khai. Theo đó, hàng ngày, lực lượng vũ trang Ukraine thiệt hại lên tới từ 500 đến 800 binh lính và sĩ quan. Đây được đánh giá là những tổn thất to lớn trong chiến đấu hiện đại. Cùng với đó, Ukraine còn thất bại trong kế hoạch huy động quân. Người Ukraine ngày càng hiểu rằng họ đang chiến đấu vì lợi ích của nước Mỹ. Họ không hiểu cuộc chiến này là vì điều gì. Vậy nên, họ cố gắng trốn chạy các lệnh động viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17 tháng 9 khẳng định, Mỹ đang quản lý cuộc chiến ở Ukraine vì nước này cung cấp vũ khí, đạn dược, dữ liệu tình báo, dữ liệu vệ tinh. Cụ thể hơn, Washington đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Moscow. Thế nhưng phương Tây lại không quan tâm đến yếu tố con người. Như Tổng thư ký NATO đã nói, điều quan trọng là tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vì vậy, cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến người Ukraine cuối cùng. Tổn thất trong chiến tranh là điều hoàn toàn bình thường. Quân đội Nga cũng chịu nhiều tổn thất trong những tháng đầu tiên của chiến sự. Tuy nhiên, điều khác biệt với Ukraine là lực lượng Nga đã có thể phục hồi và tiếp tục chiến đấu. Trong khi Ukraine gần như rơi vào bế tắc, Nga vẫn có thể mở một mũi tiến công vào thành phố Kupian ở Đông Bắc. Bộ Quốc phòng Anh hồi mùa xuân ước tính rằng, sau một năm giao tranh, Nga đã có thể triển khai số lượng quân bằng đợt phát động tấn công đầu tiên hồi cuối tháng 2 năm 2022. Khoảng 200.000 quân chia thành 70 trung đoàn và lữ đoàn chiến đấu thuộc 5 quân khu, phòng thủ chiến tuyến dài hơn 960 km. Trước xung đột, quân đội Ukraine có khoảng 250.000 người. Cả Nga và Ukraine đều tăng cường tuyển quân sau đó khi ghi nhận thương vong trên chiến trường. Theo học thuyết quân sự truyền thống, lực lượng tấn công sẽ phải đông gấp 3 lần phe phòng thủ để có thể giành chiến thắng. Mark Kassian, chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Washington cho biết, trong tình huống mà lực lượng phòng thủ được chuẩn bị kỹ càng như Nga, Ukraine càng cần nhiều hơn tỷ lệ 3 đấu 1. Nó có thể là 6 hoặc 10 đấu 1. Nga không tung tất cả quân khu vào cuộc chiến cùng lúc. Quân khu miền Tây của Nga được xem là đơn vị tiền phương đối mặt với NATO, được huy động toàn lực ở giai đoạn đầu của cuộc chiến và đã hứng chịu tổn thất lớn. Trong khi đó, quân khu miền Nam của Nga đảm nhận trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ kiểm soát tại vùng Zaporozhye trước đó được giữ lại làm lực lượng dự bị và có thể đáp trả cuộc phản công của Ukraine bằng lực lượng giàu kinh nghiệm. Những đơn vị thuộc quân khu này đã dành nhiều tháng để chuẩn bị mọi hoạt động phòng thủ hiệu quả mà họ đang tiến hành. Sakli Palis, nhà phân tích về Nga tại Văn phòng Nghiên cứu Quân sự nước ngoài đánh giá, quân khu miền Nam là nơi sản sinh nhiều sáng kiến đổi mới và hoạt động tốt hơn các quân khu khác. Theo giới phân tích, Nga chủ yếu triển khai các lữ đoàn bộ binh cơ giới. Mỗi đơn vị có khoảng 8.000 lính cùng vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo binh để bảo vệ tiền tuyến phía nam Ukraine. Lực lượng này kết hợp với các đơn vị tình nguyện với lính tinh nhuệ từ Hải quân Nga và lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz giúp họ nâng cao hiệu quả tác chiến. Còn ở quân khu miền Đông, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 64 đã có mặt trong phòng tuyến đầu tiên ở gần tiền tuyến Orykhiv. Lữ đoàn này được Tổng thống Putin trao huân chương vào năm ngoái vì chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm. Nga đã sử dụng các đơn vị đặc nhiệm để chám lỗ hổng và chi viện nhanh cho các điểm đang có nguy cơ suy yếu. Lữ đoàn Spetsnaz số 22 là một trong số đơn vị được triển khai như vậy, dù trước đó tình báo Mỹ luôn cho rằng họ đã chịu thương vong tới 95%. Giới quan sát phương Tây thậm chí không rõ làm thế nào để đơn vị có thể tái tập hợp và quay lại hoạt động nhanh chóng như vậy, dù lính Spetsnaz thường mất nhiều năm huấn luyện thuần thục. Tại Zaporozhye, mặt trận chính nơi Ukraine tiến hành mũi phản công chủ lực, lực lượng Nga chủ yếu xây dựng công sự để tạo thành tuyến phòng thủ nhiều lớp. Chiến thuật này cho thấy Nga đang quay lại với tư duy quân sự truyền thống là tập trung cho hoạt động phòng thủ để đối phó với cuộc tấn công của Ukraine. Hệ thống phòng thủ của Nga với nhiều lớp lang được xây dựng với mục tiêu cản bước và làm suy yếu lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với đó, các đơn vị pháo binh Nga được coi là chìa khóa quan trọng trong phòng tuyến khi họ có thể xác định mục tiêu mới và tập kích chỉ trong vòng vài phút.
Theo chuyên gia quân sự Johnson, Kiev không còn đủ nhân lực để chiến đấu trong nhiều năm như giới chính trị gia phương Tây mong muốn. Ngoài ra, Ukraine cũng không có đủ chi phí để tiếp tục kéo dài tình trạng thù địch đối đầu với cường độ cao như hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình bình luận quốc tế của Báo Nghệ An. Xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.